Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mưa dông kèm với lốc sét đã làm cho một số khu vực tại Bắc Bộ bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, vào lúc 1 giờ sáng nay, ngày 10 tháng 5, trên địa bàn xã Tân Chi, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra trận sạt lở đất và khiến cho một người dân tử vong. Nhiều tuyến đường ở tỉnh Lạng Sơn bị nước nhấn chìm, giao thông một số khu vực bị tê liệt. Chính quyền địa phương đang khẩn trương kiểm tra, rà soát và khắc phục thiệt hại. Dự báo trong chiều tối và đêm nay thì mưa dông sẽ vẫn còn duy trì tại khu vực Bắc Bộ do vẫn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao. Người dân các tỉnh vùng núi vẫn cần đặc biệt đề phòng với lũ quét, sạt lở và ngập úng. Còn ban ngày thì mưa giảm, trời tương đối tạnh ráo với mức nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay sẽ khoảng 29 đến 32 độ. Cùng chung xu thế thời tiết đó, trưa chiều nay thủ đô Hà Nội nhiều mây, đôi lúc hửng nắng nhẹ, thời tiết dễ chịu với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 30 đến 31 độ. Mưa có thể xuất hiện từ chiều và quay trở lại vào đêm muộn. Tối và đêm, tiết trời lại mát mẻ, mức nhiệt hạ về còn 24-25 độ. Quý vị di chuyển trên đường cần chú ý và mang theo các vật dụng che mưa. Đối với các tỉnh miền Trung, ở khu vực phía Bắc dọc từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, mưa giảm xuống diện vài nơi. Và do vậy, nhiệt độ ở khu vực này có xu hướng tăng, cao nhất ban ngày dao động trong khoảng là 30-33 độ. Tại khu vực vùng núi phía Tây, có nơi cao hơn. Còn đối với các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, thời tiết tương đối ổn định, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi. Thành phố biển Đà Nẵng trưa nay trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất khoảng 31 độ. Thời tiết hôm nay tạnh ráo, mưa hầu như không xảy ra, thuận lợi cho các hoạt động của quý vị. Tối và đêm nay trời mát mẻ, mức nhiệt hạ về còn 25 độ, cảm giác vô cùng dễ chịu. Đến với phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giảm, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở hai khu vực không quá 33-34 độ. Riêng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, khả năng vẫn có mưa rào và dông rải rác về chiều tối. Cùng chung xu thế đó, thành phố Hồ Chí Minh ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất là 33 độ, tối và đêm trời mát còn khoảng 25-26 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ cho các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.